Tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 6.000 hộ dân vẫn đang hàng ngày phải sống trong cảnh thiếu nước sạch. Điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm nay mà chưa được giải quyết. Họ phải sử dụng nước ngầm và nước sông bị ô nhiễm, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe. Ai muốn có nước sinh hoạt sạch thì phải chấp nhận mua với giá rất đắt. Những giếng khoan tự phát với những đường ống chằng chịt, những bồn nước đóng phèn, những lưu nước lắng cặn và la liệt các loại thau đều được dùng để trữ nước. Đó là nước dùng trong sinh hoạt được lấy lên từ những ao nước hay kênh rạch như thế này. Ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh này khi tới khu phố Long Đại, phường Long Phước, quận 9, nơi hàng chục năm nay, người dân luôn phải sống trong nỗi ưu phiền và bức xúc, xoay quanh những câu chuyện chỉ gói gọn trong hai từ nước sạch. Mang tiếng là một quận lớn của thành phố, song nhiều hộ dân nơi đây vẫn chưa có đường ống cấp nước sạch, nên phải nhắm mắt sử dụng hàng ngày nước từ con sông Tắc, vốn bị ô nhiễm từ lâu. Cũng thấy nó nước phèn nó vậy á, đông ấy lên là nó phèn nó đỏ luôn á, rồi tự mình phải mua phèn về lóng. Thấy nó nước phèn vậy nè, thấy không? Đó, có phải phèn không vậy á, rồi bơm dưới lên xài, còn ăn uống á thì mua, mà có ngựa thì ta có tiền ta mua, còn mình không tiền, mình hứng nước mưa mình để dành. Không mua thì không nước xài. Đó. Ừ, hãy nếu mà nhà nào có hồ chứa lớn á, nước mưa chưa xuống á, mình chứa lại mình có thể xài được, nhưng mà vẫn không đảm bảo. Con nít mà mỗi lần tắm nó phải nấu lại, chín như tắm không tắm không thôi là nó cũng nổi mụn hết rồi, mụn đỏ hết rồi. Thành ra ai bức xúc á. Nước sông dùng để tắm giặt, cực chẳng đã, cũng phải dùng trong ăn uống. Để đảm bảo, người dân bắt buộc phải chọn phương án đi mua nước sạch. Nhà nào có điều kiện thì mua nước bình, giá 10.000 đồng một bình. Không thì hàng ngày vẫn phải chạy xe đi mua nước bồn với giá đội cao, từ 70.000 trở lên mới có một khối nước. Vừa rồi, nhà nước thông tin về việc lắp đường ống nước với chi phí 7 triệu rưỡi một hộ. Người dân chưa khỏi mừng rỡ thì đã lại xót xa. Nghe nói là có vô nước sạch thì dân ai cũng mừng hết. Đó, nhưng mà thực tế thì cái mức giá đóng để vô nước là cao quá, cho nên khả năng của người dân đi làm công nhân hoặc đi làm hồ gì thì mức lương thì 2-3 triệu. Đó, nuôi con rồi không đủ, đâu có khả năng để vô nước sạch đó. Người dân ở đây phải tận dụng mọi biện pháp, từ đào giếng, xây bể chứa để có nước dùng. Hàng chục năm nay, các cơ quan chức năng cũng đã có những dự kiến phương án cấp nước sạch cho người dân. Nhưng đến nay, với người đã sinh sống ở vùng đất này gần một đời người như bà Nguyễn Thị Sậm, thì nước sạch vẫn luôn chỉ là nỗi khát khao. Tôi mơ ước làm sao để cho cấp trên, để lo được cái đường đi cán nhựa, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là có nguồn nước sạch cho anh em sống đặng có ăn uống cho nó vệ sinh chút xíu chứ. Theo thống kê, ở đây tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch chỉ hơn 39%. Người dân ở đây vẫn nói đùa rằng họ sống cạnh con sông Tên Tắc nên nước sạch mãi vẫn chẳng chảy về.